Quảng Bình, mảnh đất thân yêu gắn liền với nhiều sự kiện, phong trào cách mạng nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử đáng tự hào ấy, cao trào Quảng Bình cuột khởi năm 1949 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Quảng Bình. Đi qua 70 mùa xuân, tinh thần cuột khởi của quân và dân Quảng Bình ngày ấy đã trở thành ý chí cốt lõi xuyên suốt, trở thành nguồn sức mạnh đưa Quảng Bình đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Quảng Bình là một trong những mục tiêu mà thực dân Pháp tập trung lực lượng đánh chiếm, làm bàn đạp mở rộng chiến tranh ra các tỉnh Bắc Liên Khu 4, hòng cắt đôi chiến trường Đông Dương. Cuối tháng 3 năm 1947, thì thực dân Pháp tiến công Quảng Bình bằng hai đường. Cái đường chính là tiến công vào đường biển, đổ bộ vào hai cái cửa biển là cửa biển Nhật Lệ và cửa biển Sông Danh. Và một cái tuyến đường thứ hai là tiến theo đường bộ từ Huế đi qua địa bàn của Quảng Trị và bảo vệ Quảng Bình. Như vậy, Quảng Bình nằm trong cái tầm ngắm của thực dân Pháp ngay từ trước và có một kế hoạch rất là hoàn chỉnh trong việc tấn công để tái chiếm Quảng Bình. Vì thế cho nên cái cuộc chiến đấu chống lại cái sự xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp trên đất Quảng Bình là hết sức quyết liệt. Và từ khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra cho đến trước cái ngày Quảng Bình cuột khởi là cả một cái phong trào vừa là chiến đấu vừa là sản xuất theo cái đường lối gọi là kháng chiến và kiến quốc mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính kháng chiến đã có một cái chủ trương rất là sáng suốt, đó là quyết định di chuyển toàn bộ cái bộ máy kháng chiến của tỉnh, lãnh đạo của tỉnh lên chiến khu Thuận Đức. Đó là một quyết định rất sáng suốt. Đồng thời thông báo chỉ đạo cho các địa phương tổ chức cho những cái vùng trọng điểm sơ tán lên những cái vùng an toàn. Và đồng thời với cái việc tản cư đó thì Ủy ban hành chính kháng chiến, tỉnh ủy và Ủy ban hành chính kháng chiến chỉ đạo tất cả các địa phương triển khai một cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp trong toàn tỉnh để đánh chặn của thực dân Pháp nhằm phá tan cái âm mưu đánh nhân thắng nhân của thực dân Pháp. Tình hình đó đặt ra yêu cầu đối với Quảng Bình lúc bấy giờ là cần có sự chuyển hướng và tạo đột phá trong phong trào cách mạng chống Pháp. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ hai diễn ra tại đình Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 1949 đã thống nhất chủ trương rời chiến khu, thực hiện Hà Sơn, bám dân, bám làng hoạt động. Đại hội của tỉnh Đảng bộ lúc đầu là chuẩn bị ở ngoài cái Phúc Sơn, xã Đức Hòa, nhưng mà ở bên bờ sông Danh, cho nên trở là cán bộ của giặc lên là phá hoại. Cho nên tỉnh là quyết định là đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ hai diễn ra đại đình làng Kim Bảng. Ngoài ra còn có đại địa điểm dự bị là Hang Quýt. Nếu mà đình làng Kim Bảng bị bắn phá thì sẽ rời ra Hang Quýt là hang dự bị. Nhân dân là chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị điều kiện để đón tiếp các đại biểu. Rồi nhân dân là phát động một cái phong trào bảo vệ trị an, giữ gìn bí mật. Rồi dân quân du kích là phối hợp với bộ đội địa phương của tỉnh là tổ chức các cái vòng gác trên đường về Kim Bảng để ngăn chặn những cái kẻ về phá hoại của đình làng, phá hoại đại hội. Với khẩu hiệu miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ hai đã quyết định chuyển trọng tâm kháng chiến về vùng đồng bằng, nhất là hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đồng thời phát động cao trào Quảng Bình cuột khởi. Thì cái vai trò của địa bàn hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nó cực kỳ quan trọng. Đó là địa bàn trước có cái số lượng dân đông nhất toàn tỉnh, lại là địa bàn nơi vừa lúa của toàn tỉnh, nơi chứa đựng cái tiềm lực hậu cần cung cấp cho cuộc kháng chiến. Và quan trọng thứ ba, Quảng Ninh Lệ Thủy lại là cái địa bàn an ngự, cái trên cái con đường quốc lộ số 1 mà
mà thực dân Pháp có thể đưa quân từ trong Huế là cái trung tâm, một trong những trung tâm lớn của thực dân Pháp, để điều quân đi qua Bình Trị Thiên để tấn công ra vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh. Thì như vậy địa bàn Lệ Thủy nó an ngự một vị trí rất quan trọng. Cho nên phong trào kháng chiến ở Quảng Ninh Lệ Thủy, mà trong kháng chiến người ta gọi là phía Nam đấy, nó hết sức quan trọng. Và vì thế cho nên Đảng bộ Quảng Bình trong đại hội lần thứ hai đã đề ra một quyết sách hết sức quan trọng với khẩu hiệu miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh. Miền Nam mạnh không có nghĩa miền Nam tức là Quảng Ninh và Lệ Thủy không có nghĩa là hiện nay Quảng Ninh và Lệ Thủy đang yếu, mà là địa bàn Quảng Ninh và Lệ Thủy nó rất quan trọng, cho nên buộc phải đưa lên thành một địa bàn mạnh, thật mạnh để làm cái trung tâm cho cuộc kháng chiến. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ hai, rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 1949, cao trào Quảng Bình cuột khởi chính thức được phát động trên phạm vi toàn tỉnh. Tại làng Hiền Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, bằng những tiếng trống liên hồi, du kích Hiền Lộc đã thông báo lệnh tiến công của Ủy ban kháng chiến. Sau tiếng trống lệnh vang lên tại Hiền Lộc, tất cả các thôn làng khu vực Ninh Châu gồm 3 xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh đều nối nhau vang rền tiếng trống, tiếng mõ, tù và. Từ tiếng trống Ninh Châu, khí thế quật khởi đã bùng lên trong toàn huyện Quảng Ninh. Nhân dân nổi dậy cùng dân quân du kích phá Tháp Canh, vây bắt Tề Ngụy, phá thế kim kẹp của địch, xây dựng chính quyền cách mạng. Ông Hoàng Văn Múng, nguyên là thành viên của trung đội du kích làng Hiển Lộc, tham gia bao vây quấy rối địch trong tuần lễ Quảng Bình quật khởi. Mặc dù năm nay đã gần 94 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, nhưng khí thế hào hùng sục sôi của quân dân ta lúc bấy giờ vẫn mãi là những hình ảnh không thể mờ phai trong trí nhớ của ông. 15 tháng 7, 49, thì như vậy là quật khởi, thì tiền trọng Ninh Châu là mở trại ở Lộc, chúng tôi là ăn cơm tập trung, ngủ tập trung, và như vậy là gọi là như thế là chủ lực đó. Bây giờ điều động do ban chỉ huy xã rồi điều động đi từ gian diệt tề thì đi phá hoại cái đơn vị mà đánh á, thì đã bố trí sẵn cho cả cái khu vực rồi. Người thì đánh trống, nhưng mà người thì bắt Tề Ngụy, xã đội như vậy là bố trí tập trung như thế là 100 người. 100 như vậy á, cả dân quân tự vệ mà cả là du kích cả thế này là hơn 100 người như vậy á, là như thế là họ bao vây, họ bắt. Thế nên như thế là bắt gọn cả đó. Bất kể cả là Trần Trọng, Hương Kiệm. Trong cao trào Quảng Bình quật khởi, sau tiếng trống Hiển Lộc, đêm 15 tháng 7 năm 1949, Đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 274 cùng dân quân du kích có nội ứng đã phối hợp tấn công đồn Mỹ Trung, mở màn cho tuần lễ Quảng Bình quật khởi. Trận đánh không thành vì nội ứng bị lộ. Đêm đó, bộ đội phải rút về làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra vô cùng ác liệt. Các đơn vị của tiểu đoàn 274 phối hợp với dân quân du kích cùng với người làng Quảng Xá đã bẻ gãy nhiều mũi tấn công của địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Người Quảng Xá hôm nay không chỉ tự hào về một ngôi làng có bề dày văn hóa, mà còn tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng quật cường. Chính niềm tự hào đó đã trở thành động lực giúp cho những con người như ông giáo gia Dương Viết Thủ lặng lẽ, cần mẫn sưu tầm và cất giữ những tư liệu quý báu về những sự kiện diễn ra trên quê nhà trong thời kỳ quật khởi. Với ông, sưu tầm và lưu giữ tư liệu là công việc cần thiết để cho con cháu hiểu về một thời cha ông nằm gai nếm mật, bảo vệ làng, bảo vệ quê hương. Đồn Mỹ Trung là một cái đồn kiên cố, đóng trên cái đồng cát cao, xung quanh là trống. Thì anh Trật là cái nhà nằm đằng trước đó, trận mùng 3 tháng 4, 47 là 64 người chết. Thì có anh của anh Trật là du kích. Do đó đây cũng là một điều kiện để khi người ta vận động anh là đi bảo vệ trong vòng kẹp, lính bảo vệ đó, để làm nội ứng đồn Mỹ Trung. Hèn cái giờ gọi là bỏ cát vào ống, vào súng.
Thế nhưng mà hắn luôn cái hắn đuổi cát được, hắn đuổi kịp được thì anh trật sáu, do đó nó bùng cái. Tấm gương liệt sĩ Nguyễn Trật ở Quảng Xá, tấm gương những con người Quảng Bình quanh năm chân lấm tay bùn, một lòng theo Đảng, quyết vùng lên bảo vệ quê hương, bảo vệ giống nòi, đã làm nên sức mạnh to lớn của cao trào Quảng Bình cuột khởi. Có cái điều rất là đáng mừng là trong phong trào Quảng Bình cuột khởi thì rất nhiều người trước đây do hoàn cảnh nào đó mà có bị hoặc là được thực dân Pháp sử dụng vào cái bộ máy chính quyền đấy, thì họ tự nguyện quay trở về với nhân dân và họ tham gia, họ đóng góp những kinh nghiệm và quản lý chính quyền cho nhân dân. Cùng với tiếng trống Hiển Lộc và trận tập kích đồn Mỹ Trung, tiếng bom Lộc Long ngày 17 tháng 7 năm 1949 cũng đã gây tiếng vang lớn trong cao trào Quảng Bình cuột khởi, hòa nhịp với khí thế tiến công của quân và dân ta. Trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã Xuân Ninh có ghi, làng Lộc Long có một vị trí chiến lược về quân sự, kinh tế, giao thông cho cả ta và địch. Hưởng ứng phong trào Quảng Bình cuột khởi, trung đội du kích Lộc Long thống nhất lên phương án tổ chức một trận đánh lính Pháp ở đồn Xuân Dục nếu chúng càn quét về phía làng. Khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 1949, địch từ đồn Xuân Dục bất ngờ tiến về bao vây làng chiến đấu Lộc Long. Trước sự hung hăng của kẻ thù trang bị hỏa lực mạnh, trung đội du kích được lệnh giật quả bom chôn sẵn ở cây đa đầu làng. Bom phát nổ, địch hoảng loạn, đội hình tan tác, cõng nhau chạy thục mạng về đồn. Cụ Nguyễn Trường Truy, một trong 7 đảng viên của làng Lộc Long năm 1949, là nhân chứng sống hiếm hoi của sự kiện tiếng bom Lộc Long ngày đó. Là bố trí một tổ 3 người. Trong đó có anh Long, khi mà anh giật quả bom nổ thì là một thằng quán tây là bị bom để lại là cạnh một bàn tay, sau bọn nó vừa rút vừa bắn. Những người như cụ Chùy là kho sử sống quý báu để những người làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, địa chí, tiếp thu, khảo cứu. Trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã Xuân Ninh, những ngày tháng 7 năm 1949 được tái hiện lại một cách chi tiết và hấp dẫn với những sự kiện, nhân vật cụ thể. Qua đó, giúp cho thế hệ sau này hiểu hơn về truyền thống đánh giặc giữ làng của cha ông. Tôi thấy một cái điều ấn tượng nhất về cái sự kiện mà đồng chí Nguyễn Quang Khiếu sau này giật quả bom thì lấy tên Nồng Long, thì tôi thấy có hai người cái. Một là người chỉ huy cái trận đánh này là ông Đoàn Long, là cán bộ của huyện đồn lúc đó. Hai nữa là cái quả bom Lộc Long cũng là một trong những cái tiếng vang của cái phong trào Quảng Bình cuột khởi. Thì sau khi giật quả bom nổ thì ông Nguyễn Quang Khiếu đã được công tuyên bố là kết nạp Đảng tại trận. Và để ghi nhớ sự kiện này thì ông Nguyễn Quang Khiếu đã đổi tên của mình là từ Nguyễn Quang Khiếu thành Nguyễn Quang Long. Có hai cái ý. Một là để ghi nhớ người chỉ huy của mình là ông Đoàn Long, là lấy tên Long. Thứ hai nữa là để ghi nhớ cái tiếng bom Lộc Long trong phong trào Quảng Bình cuột khởi, thì hai cái tên Long đó đặt cho tên mình. Trận đánh bom ở cây đa Lộc Long đã tạo tiếng vang lớn trên địa bàn, góp phần tạo dựng lòng tin và cổ vũ phong trào cách mạng ở các xã vùng giữa huyện Quảng Ninh. Quần chúng nhân dân nổi dậy với tinh thần cuột khởi, tạo đà cho phong trào du kích công khai đánh địch phát triển. Vẫn còn đó chiến công trận tập kích đồn An Lạc của du kích huyện Lệ Thủy, thu toàn bộ vũ khí, bắt sống tù binh, kêu gọi địch ra hàng. Vẫn còn đó tinh thần gan dạ của du kích thôn Quy Đức đánh đắm ghe tuần tiễu địch ở đồn Lý Hòa. Vẫn còn đây kỳ tích của du kích Cừ Nẫm đốt cháy đồn địch, thu toàn bộ vũ khí, lương thực dự trữ và quân trang quân dụng. Và còn nhiều nữa những tiếng vang của phong trào cuột khởi trên dải đất Quảng Bình.
trong 15 ngày phát động cao trào Quảng Bình quật khởi, quân và dân trong toàn tỉnh đã đánh 120 trận lớn nhỏ, diệt 49 lính Pháp, 128 tên Việt binh đoàn và làm bị thương 120 tên khác, phá hủy 22 xe quân sự, giải tán 225 hồi tề. 8 xã trong vùng tạm chiếm ở Quảng Ninh và Lệ Thủy được giải phóng. Chiến tranh du kích trong toàn tỉnh dấy lên mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng. Hầu hết các thôn, làng vùng tạm chiếm, ngay những địa bàn có đồn địch đều đã có cơ sở dân quân du kích. Phong trào cách mạng ở Quảng Ninh và Lệ Thủy đã có sự phát triển vượt bậc, tiến kịp với phong trào chung của cả tỉnh và dồn địch vào thế bị động, lúng túng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Quảng Bình bước sang một giai đoạn mới, phát triển đồng đều hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Trong 15 ngày phát động cái phong trào Quảng Bình cuột khởi ấy, thì nó diễn ra rất nhiều các hoạt động. Nhiều người cứ nghĩ rằng là Quảng Bình cuột khởi chỉ là về mặt quân sự thôi, nó không phải. Đây là một sự bùng nổ của cả một phong trào kháng chiến trên nhiều phương diện. Thứ nhất, về mặt quân sự chúng ta mở chiến dịch đánh địch khắp mọi nơi và làm cho thế đứng của thực dân Pháp ở trên đất Quảng Bình không còn vững ở một nơi nào nữa. Cái thứ hai là cái thời kỳ Quảng Bình cuột khởi cũng là lúc chúng ta xóa bỏ hàng loạt cái bộ máy chính quyền tề ngụy, bộ máy chính quyền làm tay sai cho thực dân Pháp. Cái thành công lớn thứ ba trong phong trào Quảng Bình cuột khởi là nó huy động được tiềm lực nhân dân trong cuộc kháng chiến. Và như vậy nó là một trong yếu tố không thể thiếu được trong chiến tranh nhân dân. Trong chiến tranh nhân dân thì hậu cần tài chỗ trong cho chiến tranh nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi của chiến tranh. Thì cái phong trào Quảng Bình cuột khởi nó đã huy động được cái sự đóng góp của nhân dân, đảm bảo cho cái lực lượng kháng chiến thắng lợi. Và cái giá trị lớn thứ tư là buộc kẻ thù phải co lại. Kẻ thù co lại đó là một cơ hội tốt nhất để chúng ta vừa giành đất, vừa giành dân, vừa giành được chính quyền, vừa tiêu diệt được lực lượng, vừa đưa cái lực lượng chúng ta phát triển mạnh lên. Thắng lợi của cao trào Quảng Bình cuột khởi đã mở ra cục diện mới trên chiến trường, tạo ra bước phát triển về chất cực kỳ quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện chống Pháp của quân và dân Quảng Bình. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Quảng Bình vẫn còn vang mãi khí thế hào hùng của chiến thắng Xuân Bồ năm 1950. Ở đó, cho dù phải đương đầu với đội quân hùng mạnh và khét tiếng gian ác xảo quyệt, nhưng với sự dũng cảm, mưu trí và trên hết là tinh thần vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của quê hương, quân và dân Xuân Bồ đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng quân thù, khiến cho 500 giặc Pháp không mồ chôn thây. Ở đó, có hình ảnh của anh hùng Lâm Úy hy sinh khi vật lộn với giặc Pháp. Cha con lão dân quân Dương Né chèo thuyền đưa bộ đội qua sông dưới làn đàn quân thù. Tất cả đã làm nên khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm của những con người quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trận Xuân Bồ có cái ý nghĩa lớn, tiếng vang khắp trong nước. Sau trận Xuân Bồ là Bác Hồ và Đại tướng gửi lời khen và Bác quyết định khao quân cho các chú trong cái trận đánh này vì đã có công là tiêu diệt giặc Pháp. Từ đầu kháng chiến là cả nước chưa có cái trận hôm tiêu diệt đến 500 tên trong một trận đánh cả. Và nổi lên cái trận đánh đó, và từ đó cái bài ca Xuân Bồ, chiến thắng Xuân Bồ không những lan trong tỉnh mà lan ra các tỉnh bàn, các cái đơn vị bàn. Lịch sử đấu tranh cách mạng Quảng Bình mãi chói lòi những trang vàng về tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân các làng chiến đấu kiểu mẫu như Cừ Nẫm, Cảnh Dương với những trận chống can đầy cam go oanh liệt. Ở đó, tinh thần cuột khởi bừng lên sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Những chiến công vang dội, những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử kể từ cao trào Quảng Bình cuột khởi đã tạo thế và lực mới cho quân và dân Quảng Bình cùng cả nước chuyển từ thời kỳ tích cực cầm cự sang thời kỳ tổng phản công, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân Quảng Bình bắt tay vào khôi phục phát triển kinh tế. Một lần nữa, tinh thần cuột khởi của nhân dân Quảng Bình đã thổi bùng lên làn gió Đài Phong,
ngọn cờ đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. Gió Đại Phong trở thành niềm tự hào của người Lệ Thủy, người Quảng Bình. Cao trào Quảng Bình quật khởi ngày 15 tháng 7 năm 1949 là một cái sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Bình vào những năm 40-50 của thế kỷ trước. Cao trào Quảng Bình quật khởi nó thể hiện cái tinh thần đoàn kết, cái khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, tinh thần đấu tranh, anh dũng, lòng quả cảm phi thường của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Những cái chiến công vang dội của cao trào Quảng Bình quật khởi nó cổ vũ động viên cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chiến đồng địa cầu. Thắng lợi của cao trào Quảng Bình quật khởi một lần nữa đã khẳng định cái vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những cái quyết định, chủ trương sáng suốt của Đảng bộ tỉnh. Hạ sơn về đồng bằng, rời chiến khu để lãnh đạo chỉ đạo cuộc kháng chiến, cử nhiều cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám dân, bám làng để chỉ đạo kháng chiến theo tinh thần nghị quyết đại hội 2 của Đảng bộ tỉnh. Vào tháng 5 năm 1949, nó là cội nguồn, là sức mạnh để làm nên Quảng Bình quật khởi mà lịch sử đã ghi nhận. Phát huy tinh thần Quảng Bình quật khởi trong những năm tháng đánh Pháp, quân và dân Quảng Bình lại tiếp tục kiên trung bám đất, bám làng, không tiếc máu xương chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Mặc dù phải chịu đựng những tổn thất, mất mát chưa từng có, nhưng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên bao kỳ tích trong sản xuất và chiến đấu, được Bác Hồ gửi thư khen, Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi. Hai giỏi trở thành phong trào thi đua sâu rộng không chỉ ở Quảng Bình mà còn có sức lan tỏa trong toàn miền Bắc. Quảng Bình là tỉnh bắn rơi chiếc máy bay thứ 100, 300, 400, 3000 của đế quốc Mỹ và cũng là tỉnh dẫn đầu về thành tích bắn rơi nhiều máy bay nhất và bắn cháy, bắn chìm nhiều tàu chiến, tàu biệt kích Mỹ ngụy. Bên cạnh đó, với tinh thần tiền tuyến gọi, hậu phương trả lời, tất cả vì miền Nam ruột thịt, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp tục nêu cao tinh thần quật khởi, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đóng góp hàng triệu ngày công phục vụ hỏa tuyến, đồng viên hàng ngàn thanh niên nhập ngũ lên đường vào Nam đánh giặc, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nếu Quảng Bình thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại Quảng Bình, thì cái tinh thần Quảng Bình quật khởi nó lên đến đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và cái đỉnh cao được của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được vận dụng trong một điều kiện mới, bằng một khẩu hiệu mới, căn cứ từ một bức thư khen của Bác Hồ là Quảng Bình chiến đấu giỏi và sản xuất cũng giỏi. Chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi, nó là tinh thần của kháng chiến kiến quốc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khẩu hiệu đó nó đã có trong kháng chiến chống thực dân Pháp là khẩu hiệu kháng chiến kiến quốc, nhưng được vận dụng và làm mới nó trong một thời đại mới, đó là chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Và chính cái khẩu hiệu đó là sự kế tục cao độ của cái phong trào Quảng Bình quật khởi. Chiến tranh đã đi qua, hòa bình lập lại. Trên bước đường xây dựng quê hương, tinh thần quật khởi và hai giỏi năm xưa lại thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới. Nêu cao ý chí tự lực tự cường, khơi dậy mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, quyết tâm xây dựng Quảng Bình sớm trở thành một tỉnh giàu mạnh. Trong tiến trình đi lên, hội nhập, có một Quảng Bình mang tinh thần quật khởi. Từ một tỉnh thuần nông, nay Quảng Bình đã hình thành nền kinh tế có cơ cấu hợp lý, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ con số 0, Quảng Bình đã chắt chiu nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại.
Một Quảng Bình được cả nước biết đến với tinh thần quật khởi làm nên làn gió Đài Phong mới trong phát triển du lịch. Quảng Bình đã biến những giá trị cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp của hệ thống hang động vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thành thế mạnh riêng có, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Ngành du lịch đang được chú trọng đầu tư phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại mức tăng trưởng khá cho nền kinh tế của Quảng Bình. 70 năm nhìn lại, khó ai có thể hình dung được đất nghèo Quảng Bình một thời, người dân chỉ có giáo mác, gầy gộc, quốc xẻng với hào khí ngút trời đánh đuổi giặc Pháp. Bây giờ đã là vùng quê tươi đẹp trù phú, phồn thịnh với nhiều công trình dự án quy mô hiện đại. Đó là minh chứng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc, khát vọng, ý chí vươn lên của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình trong công cuộc tái thiết, xây dựng quê hương. Quảng Bình quật khởi nó có một cái sức lan tỏa trong suốt quả cái quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương Quảng Bình nói riêng và cái sự nghiệp đấu tranh xây dựng và phát triển của đất nước nói chung. Trong sự nghiệp chống Mỹ thì phát huy cái tinh thần Quảng Bình quật khởi, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã làm nên một Quảng Bình vừa chiến đấu giỏi vừa sản xuất giỏi, được Trung ương Đảng, được Bác Hồ và Chính phủ trao tặng nhiều cái danh hiệu cao quý. Và trong cái sự nghiệp đổi mới, nhất là sau 30 năm đổi mới và phát triển tái lập tỉnh, thì với cái tinh thần Quảng Bình quật khởi, tinh thần Quảng Bình hay giỏi trong chống Mỹ, một lần nữa Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu vươn lên giành những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, và tạo cho Quảng Bình một cái diện mạo mới trong xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay. Tiếng trống Ninh Châu ngày nào vẫn còn vọng mãi đến hôm nay trong hành trình xây dựng quê hương. Di tích lịch sử tiếng trống Ninh Châu trở thành địa chỉ đỏ, nơi ngọn lửa tự hào về truyền thống đánh giặc của cha ông luôn được thắp sáng cho thế hệ con cháu sau này. Chúng tôi khơi dậy niềm tự hào trong thanh thiếu niên và nhi đồng về tinh thần Quảng Bình quật khởi và quê hương hay giỏi, về truyền thống kết mạng của các thế hệ đi trước, qua đó thúc đẩy trong thanh niên tinh thần tình nguyện và uống nước nhớ nguồn, chung kích vì cuộc sống cộng đồng, để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như các nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương. Các thế hệ người dân Quảng Bình mãi mãi tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, về tất cả những gì mà các thế hệ đi trước đã xây đắp nên bằng máu, mồ hôi, công sức và trí tuệ, để có một Quảng Bình hôm nay đầy triển vọng phát triển đi lên. Ngọn lửa của niềm tự hào luôn cháy sáng và truyền lại cho các thế hệ tiếp nối hào khí, quyết tâm từ truyền thống Quảng Bình quật khởi, Quảng Bình hay giỏi, để cùng nhau chung lòng, chung sức thực hiện công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.